Xin kính chào quý vị nhà đầu tư quay trở lại kênh ITB Club Channel để đón xem và giao lưu cai bụi livestream phát sóng trực tiếp trên kênh ITB cùng với Ngọc An ITB anh chị ha. Đây là một cái buổi livestream nhận định về thị trường, nhận định về mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chia sẻ các nhóm ngành, chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức chứng khoán, phân tích dòng tiền, phân tích cái nhóm ngành cũng như chia sẻ các cơ hội đầu tư trong ngắn, trung và dài hạn. Đặc biệt là Ngọc An sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các mã cổ phiếu mà anh chị và các bạn quan tâm. Ngoài ra thì Ngọc An cũng sẽ chia sẻ cập nhật thêm các thông tin về vĩ mô trong và ngoài nước cũng như các cái tin tức mới nhất liên quan tới tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Buổi livestream sẽ sớm bắt đầu, anh chị và các bạn hãy chờ đợi Ngọc An trong giây lát nhé. Trong thời gian chờ đợi, anh chị và các bạn chưa tham gia vào room cộng đồng, room mở của Ngọc An ITB, hãy quét QR code trên màn hình để được tham gia. Trong room thì Ngọc An sẽ cập nhật thị trường cũng như giải đáp thắc mắc của quý anh chị nhà đầu tư ngay trong phiên giao dịch. Đồng thời, đặc biệt là có một cái tiết mục là Ngọc An sẽ phím lệnh miễn phí cho anh chị luôn ngay trong cái room cộng đồng này. Anh chị đang tìm kiếm một người đồng hành hỗ trợ tư vấn trên con đường đầu tư chứng khoán cũng như quan tâm tới cái room VIP, room nhận lệnh, hãy liên hệ ngay với Ngọc An theo thông tin số Zalo trên màn hình. Hy vọng rằng không sớm thì muộn chúng ta sẽ cùng nhau làm việc cùng nhau, sẽ đồng hành cùng nhau để cùng nhau kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Chúc anh chị nhà đầu tư có một buổi livestream nhận được những thông tin bổ ích và hiệu quả. Một lần nữa xin chúc anh chị và nhà đầu tư sẽ thành công trên con đường đầu tư chứng khoán.